Thưa quý vị, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2023. Dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang, các Bộ trưởng, các Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Phiên họp này, Chính phủ xem xét cho ý kiến đối với 4 nội dung: đề nghị xây dựng luật nhà giáo, dự án luật lưu trữ sửa đổi, đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hóa chất, về việc xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung các luật có quy định liên quan đến đầu tư, ngân sách để tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các dự án đầu tư công. Về đề nghị xây dựng luật nhà giáo, các thành viên Chính phủ cho rằng Đảng, Nhà nước luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Lực lượng nhà giáo chiếm tỷ lệ rất lớn trong biên chế sự nghiệp của cả nước. Tuy nhiên, hệ thống cơ chế chính sách quy định về nhà giáo được quy định tản mạn tại nhiều văn bản khác nhau, thiếu đồng bộ, chưa rõ nét. Cơ chế chính sách hiện hành chưa đủ mạnh để khuyến khích, động viên được nhà giáo. Vì vậy, cần rà soát, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các quy định pháp luật có liên quan như luật giáo dục nghề nghiệp, bộ luật lao động, luật cán bộ công chức, luật viên chức, luật thi đua khen thưởng, luật ngân sách nhà nước. Về dự án luật lưu trữ sửa đổi, các thành viên Chính phủ đề xuất Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu một số nội dung như chứng chỉ hành nghề lưu trữ tư, bổ sung các quy định để xử lý những bất cập vướng mắc phát sinh trên thực tiễn. Cùng với đó là tiếp tục rà soát để bảo đảm tính thống nhất đồng bộ với các luật liên quan, luật đầu tư, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử, luật di sản văn hóa. Về đề nghị xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật hóa chất, các thành viên Chính phủ đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục tổng kết luật hóa chất hiện hành và các quy định có liên quan, xác định những bất cập vướng mắc về pháp lý trong quá trình thực hiện thì sửa đổi bổ sung trong dự án luật lần này, đồng thời kế thừa những quy định đã ổn định, áp dụng có hiệu quả, đồng thời rà soát, bảo đảm tính đồng bộ thống nhất với các quy định pháp luật có liên quan. Về việc xây dựng dự án luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến đầu tư, ngân sách để tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các dự án đầu tư công, các thành viên Chính phủ cho rằng việc xây dựng luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến đầu tư, ngân sách để tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các dự án đầu tư công là rất cần thiết, tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công, nhất là các dự án đầu tư về hạ tầng, giao thông. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao các bộ, ngành đã tích cực chuẩn bị, trình các dự án, đề nghị xây dựng luật, nghiêm túc tiếp thu giải trình, tích cực thẩm định, thẩm tra, kịp tiến độ trình Chính phủ. Đánh giá cao ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sâu sát với tinh thần xây dựng cao của các thành viên Chính phủ và các đại biểu. Lưu ý thêm một số nội dung về đề nghị xây dựng luật nhà giáo. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần làm rõ khái niệm nhà giáo, vị trí, vai trò, quyền và nghĩa vụ của nhà giáo, tiêu chuẩn và chức danh nhà giáo, tuyển dụng, sử dụng và chế độ làm việc của nhà giáo, đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ và tôn vinh nhà giáo và quản lý nhà nước về nhà giáo. Đối với đề nghị xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật hóa chất, Thủ tướng khẳng định cần phát triển bền vững ngành công nghiệp hóa chất thành ngành công nghiệp nền tảng hiện đại, đồng thời quản lý hóa chất đồng bộ trong toàn bộ vòng đời, quản lý hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm và nâng cao hiệu quả, bảo đảm an toàn hóa chất. Về việc xây dựng dự án luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến đầu tư, ngân sách để tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các dự án đầu tư công, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đây là việc rất cấp bách. Chúng ta càng trình Quốc hội tháo gỡ sớm bao nhiêu thì càng đẩy nhanh được việc thực hiện các dự án hạ tầng bấy nhiêu. Chúng ta đã có kinh nghiệm và tiền lệ trong xây dựng một luật sửa đổi một số luật có liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trình Quốc hội năm 2021. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành chủ trì tiếp thu nghiêm túc đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ, tiếp tục hoàn thiện các dự án luật, đề nghị xây dựng luật dự thảo nghị quyết, bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng. Chú trọng việc tổ chức lấy ý kiến các đối tượng tác động, nhà khoa học, chuyên gia, nhà hoạt động thực tiễn, tăng cường truyền thông chính sách để tạo sự đồng thuận, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, đặc biệt là các cơ quan của Quốc hội. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 14 khóa 12. Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày, xem xét các báo cáo dự thảo trình Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam và tiến hành công tác nhân sự. Hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động lần thứ 14 thảo luận cho ý kiến vào các dự thảo, báo cáo trình Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, như báo cáo Ban chấp hành Tổng Liên đoàn, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa 12, đồng thời thảo luận về kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, kết quả phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở giai đoạn 2018-2023 và thảo luận 6 chương trình chuyên đề hoạt động của khóa 12. Ngoài ra, hội nghị sẽ rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2023, ủy viên ban chấp hành, ủy viên ủy ban kiểm tra và các chức danh trong ban chấp hành, ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động nhiệm kỳ 2018-2023 và nhiệm kỳ 2023-2028. Dự kiến sáng mai, hội nghị sẽ ra mắt các đồng chí trúng cử, ủy viên ban chấp hành, Tổng Liên đoàn khóa 12 và chia tay các đồng chí thôi tham gia ban chấp hành. Ngày 28 tháng 6, Hội nghị Hợp tác Thương mại và Đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp chính thức khai mạc. Đến dự có ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngài Madan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, An Giang và 300 đại biểu là doanh nghiệp đến từ Ấn Độ, Đồng Tháp. Hội nghị Hợp tác Thương mại và Đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp là sự kiện đầu tiên tỉnh Đồng Tháp tổ chức xúc tiến đầu tư chuyên biệt với một quốc gia, thể hiện sự kỳ vọng lớn lao về cơ hội mở rộng hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, giáo dục, du lịch và công nghệ thông tin. Tại hội nghị, Đồng Tháp khẳng định tiềm năng lợi thế về sản xuất nông nghiệp, ngoài gạo và thủy sản có sản lượng thuộc nhóm đầu cả nước. Đồng Tháp còn có nhiều loại cây ăn trái nổi tiếng, có thể đẩy mạnh xuất khẩu đến Ấn Độ như xoài Cao Lãnh, quýt hồng Lai Vung, nhãn Châu Thành. Đặc biệt, tỉnh đang tập trung phát triển công nghệ chế biến. Đây sẽ là cơ hội cho doanh nghiệp Ấn Độ tìm hiểu đầu tư. Tham dự sự kiện, đoàn Ấn Độ có các thành viên đến từ các ngành nông nghiệp, du lịch, công nghệ thông tin, giáo dục, thủ công mỹ nghệ. Hầu hết các đại biểu đều mong muốn hai bên quan tâm hợp tác đầu tư các lĩnh vực như chế biến nông sản và thực phẩm, dệt may, hóa chất, nhựa, kỹ thuật, dược phẩm. Nhân phiên khai mạc, hội nghị đã có một số bản ghi nhớ được ký kết gồm các lĩnh vực thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ, dịch vụ và các lĩnh vực khác liên quan đến ngành hàng xoài. Chương trình tiếp tục với những tin tức về kinh tế đáng chú ý. Tổng cục Thống kê sáng nay cho biết tổng sản phẩm trong nước GDP quý 2 ước tính tăng 4,14% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức khiêm tốn trong cả giai đoạn 2011-2023, chỉ cao hơn tốc độ tăng 0,34% của quý 2 năm 2020. Với mức tăng GDP quý 1 3,32%, quý 2 4,14%, GDP 6 tháng cả nước tăng 3,72%, thấp thứ hai trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2023. Chỉ cao hơn tốc độ tăng 1,74% của 6 tháng đầu năm 2020. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,07%, đóng góp 9,28%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 1,13%, đóng góp 11,87%. Khu vực dịch vụ tăng 6,33%, đóng góp 78,85%. Yếu tố khiến GDP tăng trưởng thấp năm nay nguyên nhân là do động lực tăng trưởng khu vực công nghiệp và xây dựng đối mặt với nhiều khó khăn. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm nay tăng 0,44% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng thấp nhất của cùng kỳ các năm trong giai đoạn 2011-2023. Công nghiệp tăng thấp kéo theo tình hình lao động việc làm đối mặt với nhiều khó khăn trong quý 2, chủ yếu do các doanh nghiệp thiếu đơn hàng sản xuất. Ước tính 6 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài của các bộ ngành chỉ mới đạt khoảng 27,2%. Đây là tỷ lệ giải ngân rất thấp, cần có giải pháp để tăng cường nhiệm vụ này nửa cuối năm 2023. Ngay từ đầu năm 2023, việc giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài đã được chính phủ yêu cầu triển khai nhanh, hiệu quả. Nhưng đến nay, việc giải ngân vẫn diễn ra chậm. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chậm giải ngân như dự án đã được bố trí vốn, đã hoàn thành thủ tục đầu tư nhưng chậm triển khai các công tác sẵn sàng cho đầu tư, chậm điều chỉnh chủ trương đầu tư dẫn tới chậm ký kết hợp đồng do không đảm bảo nguồn vốn thực hiện. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, có nhiều vấn đề cần quyết liệt thực hiện, trong đó rà soát phân bổ chi tiết dự toán đến từng dự án, đảm bảo sát tiến độ, nhu cầu giải ngân của dự án, tập trung vốn cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt, các dự án ưu tiên cần sớm hoàn thành để đưa vào sử dụng và các dự án sắp hoàn thành. Các dự án sắp hết thời hạn giải ngân theo quy định của Hiệp định vay.